ba Trường và Nguyễn Thị Dương. Xin chào mọi người nha. Hôm nay ba sẽ có cho thầy Dương một câu đố nha. Một loài chim gì mà nó không biết bay mà nó sống ở nơi rất là lạnh? Mọi người tưởng con gà nhưng mà ở lạnh thì là chim cánh cụt. Đúng rồi, chim cánh cụt nha các bạn. Chim cánh cụt sống ở nơi rất là lạnh nha, sống ở những vùng biển rất là lạnh. Thì hôm nay kênh ba cho con sẽ cùng nhau vẽ chim cánh cụt. Đúng rồi, các bạn thấy hay hãy like và ủng hộ kênh nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ chim cánh cụt thôi. Ba Trường và Thùy Dương đã hoàn thành xong bản vẽ sơ bộ của chú chim cánh cụt rồi. Và giờ đến một công đoạn rất quan trọng. Thùy Dương biết công đoạn gì không nào? Công đoạn tô màu trang trí. Đúng rồi, công đoạn tô màu và trang trí cho chú chim cánh cụt cho đẹp nha, sinh động hơn nữa nha. Rồi các bạn thấy hay thì ủng hộ kênh và muốn bấm chuông để theo dõi nhiều video nữa kênh ba nha con nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tô màu thôi. Tới một công đoạn rất là quan trọng rồi. Bây giờ là công đoạn tô màu đã hoàn thành rồi. Bây giờ ba Trường sẽ cho mọi người thấy bản vẽ đây. Đó, chú chim cánh cụt cute nha. Rồi đây là thành phẩm của Thùy Dương, rất là đẹp luôn nha. Đây là Thùy Dương vẽ chú chim cánh cụt rất là xinh luôn đó. Các bạn thấy xinh không nào? Và Thùy Dương hãy nói gì cho các bạn đi nào. Mọi người hãy ấn nút subscribe đăng ký của kênh của đúng rồi, nhớ like và ủng hộ kênh của ba cha con nha, để ba cha con có nhiều động lực để theo dõi ra nhiều video nữa nha. Bây giờ ba Trường xin chào và hẹn gặp lại các bạn.